phải nằm viện. Rồi, ok. Các bạn biết biết chuyện này rồi đúng không? Cậu Trinh đã thông báo cho các bạn chưa? Dạ chưa thầy. Rồi, ok. Rồi, đầu tiên các bạn tải cái slide này về. Đây là cái nội dung bài học của cái buổi hôm nay. Thì cô Trinh có nói mình là dạy phần 1 của duy nhất 5. Thì mình nay mình sẽ học về cái bài đó. Bạn có tải cái mình cái slide này về. Rồi, ok, bắt đầu nha các bạn. Rồi, bạn nào dịch cho mình cái tiêu đề của Unit 5 này sao? Này nghĩa là gì? Nhảy vậy thầy, thầy nhảy thầy Nãy đọc sao? Yasumi. Yasumi no Yasumi trong Unit 4 thì các bạn học chủ yếu về loại từ gì? Loại từ nào nó xuất hiện rất nhiều ở Unit 4 mà chính của Unit 4. Mô tả về tính chất, về kích cỡ, về thời tiết, về vị giác, là từ gì các bạn? tính từ thế Từ đúng không? Và unit 5 này chủ yếu về loại từ gì? động từ Động từ, hành động. À, một bạn đọc gần sao? Bạn Nguyễn Hoàng Lộc sao? Kiều Asta Asate Kino Ototoi Sensa Sensu Sensio Siêu Siêu mà Siêu mà chữ Yeah. Uchi. cho các bạn. Rồi cảm ơn bạn đọc của ai đây? Outside. Rồi ok, chắc lớp bạn luôn. Rồi tiếp theo bạn Lê Hiếu Nghĩa xem. Dạ có em thầy. Đọc cái quần.
Thề già. Thề ba tổ. Thề. Thề ba tổ. Thề ba tổ. Thề ba tổ, trung tâm thương mại đúng không? Dạ. Bi chữ là bi chữ chữ can đúng không? Đọc nhanh thì chữ nó bị tiêu biến đúng không? Bi chữ can. Game. Đó là can vô cư. Gia tộc. Đó là Boy bito. Coi bito. Tomodachi. Tomodachi. Roommate. どこか。どこか。どこか。À, các bạn đô cô ca thế ạ. Tiếp theo bạn Thạch Chí Khang. Dạ. Ai mà sự chư cư đi mà sự mà khai mô nọ xin mạng siêu cư gì します so 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 cư gì します食事します食事します洗濯洗洗濯します掃除しますそれから見取りで Hitori đây. Hitori đây. Cho tiếp theo nghe và đọc lại. Nghe và đọc lại cái từ của bạn nghe thử xem. Bạn Nguyễn Hoàng Lộc thì sao? Hồi nãy mình gọi bạn Lộc rồi đúng không? Và bạn Lê Vũ Lâm Duy. Dạ. Cho nghe xem. Cho. 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 Kyo đọc hơi nhanh chứ. Kyo. Kyo. Kino. Kino. Senshu. Senshu. Ok, senshu. Shumatsu. Shumatsu. Ashita. Ashita. Asatte. Asatte. Koibito. Koibito. Game. Game. Game là gì vậy? Đó là game. Game. どこか. どこか. Rồi. Ok bạn Lâm Duy. Lâm Duy đọc đúng hết luôn. Sai rồi. Tiếp theo bạn Võ Việt Dũng. 食事します。食事します。食事します。食事します。作ります。作ります。 作ります。合います。合います。合います。
それから、それから、それから、掃除します。掃除します。掃除します。Rồi, ok, sorry, chimbus. Động từ ở phần này thì nó hơi khó chứ. Cái động từ này nó có đặc điểm chung là gì các bạn? Bốn cái động từ cuối. Nó có gì chung? Chỉ cuối này. Simat. Các cái động từ mà nó có cái đuôi simat như vậy thì nó sẽ được xếp vào một cái nhóm động từ, và động từ nhóm 3. Động từ thì nó có 3 nhóm. Và ở lên unit 7 thì các bạn bắt buộc phải phân loại được cái động từ nhóm nào. Mà hiện tại thì chúng ta chưa cần thiết cái điều đó. Nhưng mà khi các bạn phân biệt là bạn học những cái động từ thì rất là dễ. Rồi ok, mình đó để sau đi đúng không? Mình nói nhiều làm gì. Động từ thì các bạn thấy nó luôn kèm theo yếu tố không gian và thời gian đúng không? Nên trong bài này các bạn học rất nhiều cái danh từ diễn tả thời gian. Trong cái bố cục của câu động từ thì động từ luôn đứng cuối rồi đúng không? Vậy thời gian thường hay đứng vị trí nào trong câu các bạn? Bạn nhớ thử, ở unit 3. Nếu mà kiểu mai... À. Tức là... như đầu câu không hả? Thường đầu câu đúng không? À. Chủ ngữ không có không sao, chủ ngữ không có không được, chủ ngữ dục. Nhưng mà thường có với thời gian và địa điểm đúng không? Thì bài này ngập tràn thời gian đó, tùm lum thời gian đó. Thì chủ đề bài này là Yasumi no Hi, là ngày nghỉ. Nên nó có rất nhiều hoạt động, địa điểm liên quan đến giải trí, rồi vui chơi, mua sắm, vân vân. Và rất nhiều động từ mới nữa. Cái bố cục và từ vựng của bài này là vậy. Thì như nãy mình nói thì những bốn bạn toàn học tính từ mà, toàn học tính từ mà. Nhưng mà vẫn có một cái động từ này. À nhớ, những bốn chỉ có một cái động từ duy nhất này. Diễn tả cái sự tồn tại của hiện diện của sự cái sự vật đó, động từ gì? Arimas thì ơi. Arimas mà. Nhưng mà bản chất của nó không phải là động từ. Nó gì cái đuôi mask thôi, nó không diễn tả hành động. Thì qua unit 5 này các bạn sẽ gặp lại động từ đích thực, những động từ diễn tả hành động. Rồi bây giờ mình ôn lại trở từ chút xíu thôi. Tôi có một, các bạn chọn gì? Có một chọn gì? Nhập cửa sổ chat xem. Cái restaurant này là cái vai trò gì trong cái câu này? Đó là gì của cái động từ này? Nơi động sokuji này đúng không? Thì đế dễ dàng đế thôi. Tiếp theo cái xe này là gì của Ikimas này? Cũng là địa điểm đúng không? Địa điểm đi đến công ty. Không phải là cái nơi thực hiện từ đầu đến cuối một hành động nào đúng không? Mà là điểm đến đúng không? Ừ. Thì là chọn ế.
đi đến đâu đó. Rồi ai dịch được cho mình câu này? Từ vựng mới không nè. Tôi thì sao? Làm gì đây các bạn? À, mua sắm đúng không? Để bát tô là ở đâu? Trung tâm thương mại đúng không? Vậy trà tư, suy ra trà tư là để ế hay nỉ? Để cho mà sắm chắc đế nè, đế đúng không? Là những người đi. Cô Gia Huy đọc dịch lại ba câu này sao? Là đọc bằng tiếng Việt hết rồi. Được giỡn bạn. Dạ là tôi đến nhà hàng. Mình đọc tiếng Việt làm gì? Mình học tiếng Nhật mà đọc tiếng Việt. Đọc tiếng Nhật thôi. Watashi wa restaurant de Chokujimasu. Mấy cái này nó khó, bạn đọc chậm thôi. Chokujimasu. Watashi wa restaurant de Chokujimasu. Rồi, có nghĩa là tôi đến nhà hàng để bà đến để đi, đến để không được. Đơn giản. Tôi làm gì đây? Ăn. Tôi ăn uống ở. Tôi ăn uống ở nhà hàng. Đúng không? Không cần cần tiếp tục. Tiếp thôi. Watashi wa kaisha. Kaisha he ikimasu. Đúng là hê, nhưng mà khi đóng vai trò trợ tư thì đọc là gì? Đế. Đế đúng không? Đế. Rồi câu này có nghĩa là? Tôi đi đến công ty. Rồi câu 3. Watashi wa kaimono shimasu. Tôi mua sắm ở trung tâm thương mại. Cho mình vào trung tâm thương mại ở Sài Gòn cho. Dạ ơi. Đọc bằng tiếng Nhật luôn hả thầy? Không, tiếng Việt thôi để mọi người hình dung cho. Kiểu như Vạn Hạnh Môn ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi Giga Môn ở Thủ Đức. Địa bàn hoạt động rộng quá nè. Từ quận 10 xuống qua Thủ Đức luôn. Tại nhà em thì ở Tân Bình, còn hồi đó em ở trọ ở Thủ Đức. Nói chung trẻ đúng không? Trẻ đi chơi nhiều. Đi đây đây đó nhiều. Ngày xưa thầy mới vô Sài Gòn này không có điện thoại, không có bản đồ, không có Google, không dám đi đâu. Chỉ biết đường... Một là đường từ nhà lên trường, từ Gò Vấp lên quận 5. Đi đường gì Nam Kỳ Khởi Nghĩa, công an Nguyễn Thị Minh Khai. Chứ đường đi chợ, mấy hai đường nữa. Cả lần cũng mua bản đồ, đi khám phá này nọ. Lạc cái kêu người nhà đã dẫn về. Cách đây khoảng 10 năm. Giờ các bạn có điện thoại thì các bạn đi đâu được.
giờ gọi từng người thôi. Bạn Thi Trần nào, có một. Nên là watashi wa uchi de terebi o mimasu. Rồi dịch luôn bạn. Nên là tôi ở nhà xem tivi. Rồi kêu bạn. Bạn Phạm Vĩnh Tài có hai. Watashi wa do en. Cô chứ ngoài đô mà. Cô. À, cô en de ikimasu. Đi đến đâu vậy? Đến đâu là ế là câu B mới đúng. Watashi wa cô en ế ikimasu. Rồi các bạn. Các bạn Trịnh Đình Hiếu đó, câu 3 đó. Watashi wa uchi remat là về, cũng là di chuyển đến địa điểm, vẫn là cả từ kế cả em remat. Tôi về nhà. Tôi về nhà. Thế Bảo Nguyễn câu 1. Bạn Trần Vĩnh Thịnh câu 1. Trời ơi, hôm nay không học thì thôi, ao đi mà. Ao mình danh chứ. Cuối thoải mái nhẹ nhàng thôi, không học lên ngồi chứ dâm mệt chứ. Rồi bạn Thế Bảo Nguyễn sao? Mời bạn. Ủa nãy thầy có kêu tên em không thầy? Mình gọi thầy thì kêu hai ba người thầy không nhớ nữa. Dạ, vậy để thôi để em làm. Watashi no machi. Machi. Machi de umi ga arimasu. Tại sao đấy? Có lý do gì? Dạ, đế là ý là cái thị trấn của tôi ở biển. Bạn là mới vô tay vậy bạn. Bạn Việt Thuận Thiên ra, tại sao bạn chọn lý mà? Arimas là hết có, là phải đi bên ý. Arimas là có đúng không? Ở đâu đó có cái gì đó. Tức là cái bộ khung của Arimas nó sẽ khác hoàn toàn với bộ khung của một động từ thường. Với động từ thường thì bạn địa điểm thì bạn dùng đế. Còn qua Arimas thì bạn phải dùng lý. Lý ghé. Còn bên động từ bình thường thì đế ố. Rồi câu 2 bạn Thuận Thiên làm luôn xem. Watashi wa gakko e ikimasu. Tôi đi đến trường đại học. Các anh nào dịch tốt hơn không? Ngoài câu tôi đi đến trường không? Tôi đi đến trường tức là tôi đi đâu? Tôi đi học. Tôi đi học thôi. Rồi cái câu 3 thôi mình làm luôn đó. Kangoku ikimasu. Thì nói chung đó là sau này các bạn học sẽ thấy nhiều giải trình khác nó dùng cả ní nữa. Ní ikimasu cũng được. Ní ikimasu cũng được. Mà cái giáo trình này thì nó sẽ nghiêng về ế hơn. Vậy nên khi mà ra đề thi nó đến cái di chuyển thì không ai dùng, không ai mà để các phương án vừa ế vừa ní hết. Thường người ta sẽ để một là ế. Rồi quay lại các động từ trong bài này. Vừa rồi là ôn lại các động từ cũ.
Rồi quay lại các động từ trong bài này. Bạn Tống Đức Trung làm cái slide này xem. Làm 3 câu luôn. Đức Trung có không bạn? Được không? Bạn Minh Triết sao? Dạ. Yeah. Không biết chọn này. Bạn bạn nào làm được? Ấm nút vào tay ra. Rồi bạn Duy Phước sao? Làm được sao? Dạ, cùng một là đáp án đáp án B là... Đọc lên luôn. Là game vô Simas. Có nghĩa là? Dạ, là chơi game. Ok, chơi game luôn. Game vô Simas. Câu 2. Câu 2 là Kaimono, là câu A. Kaimono vô Simas là đi mua sắm. À, câu 3. Câu 3. Câu 3 là C, Soji. Sau di sinh mất lại dọn dẹp dọn dẹp với okay. Các cái động từ kimono soji đó bạn sẽ gặp nó dưới hai hình thức, nhất là nó tách ra bằng cái trợ từ ố như vậy, hai là nó viết liền lại như vậy, nên lúc đó cũng đừng ngạc nhiên tại vì bản chất của mấy này là danh động từ, là cái sự kết hợp giữa một cái danh từ nào đó với simat. Có thể có những người sẽ viết là ố như vậy, có thể có những người viết liền như vậy, kimono simat luôn. Đó. Bạn sẽ gặp hai trường hợp như vậy. Đó, bạn cũng cứ hiểu mình như bình thường là à, như là một cái cụm động từ thôi. Phải khó. Bạn nào làm được bấm nút vô tay thôi, giờ cũng biết kêu ai nữa. Rồi bạn Hải Đăng sao? Số 1 là A. Koi bitoni aimasu. À, có nghĩa là? Là gặp người yêu. Rồi câu 2. Câu 2 là B. Tomodachi ni aimasu. Là gặp bạn bè. Câu 3. Câu 3 là C. Kazoku ni aimasu. Gặp gia đình. Ok, gặp đúng không? Xoay quanh cái động từ gặp. Và các cái đối tượng xuất hiện trong bài này là bạn bè, người yêu, gia đình. Và các động từ khác bạn biết như ví dụ thầy cô, vậy đó, sensei. Đó. Gặp ai là ní, ní ai mát thì được. Bạn Trần Thị Văn Khánh làm được không? Slide này. Dạ. Câu 1 là Konbini de shokuji shimasu. Câu 2 là Gakko de shokuji shimasu. Câu 3 là Restaurant de shokuji shimasu. Rồi, ok. Các cái địa điểm ở đây là cửa hàng tiện lợi, trường học và nhà. Dùng bữa ở đâu đó. Nhưng mà dùng bữa nó khác gì với anh không ạ? Từ này nó khác gì với chữ tabemas? Dùng bữa là phải nói chuyện đúng không? Dùng bữa phải nói chuyện. Tương tác của anh chị ăn cũng hợp lý đúng không? Nói chuyện, anh uống mà. Có nhiều yếu tố nữa.
mình thì không có phân biệt chi tiết như vậy. Có thể anh thì cũng nói chuyện thôi, nhưng mà vấn đề là trường hợp anh uống với ai đó để lịch sự thì bạn nên dùng chữ Sokuji lịch sự hơn so với chữ Tabemas. Có phần luyện đọc thì bạn nào chưa quen với mẫu câu động từ, nói chung mẫu câu động từ các bạn học cũng từ unit 3 rồi, nên nó sẽ có những cái đặc thù của nó thì các bạn nên luyện đọc thôi chứ. Ví dụ yếu tố thời gian là câu hỏi như thế nào vậy đó, thì mình về nhà mình luyện đọc thêm luôn lớp này. Cái việc quen với cái mẫu câu nữa, nó giúp các bạn học nhanh luôn. Rồi, chúng ta qua phần 1. Bạn nào dịch cho mình cái yêu cầu kỹ năng phần này, tức là mình học xong mình diễn đạt, mình nói được gì? Dịch là sẽ nói là mình có thể kể mình sẽ làm gì vào ngày nghỉ và mình có hỏi họ sẽ làm gì. Okay. Hỏi họ là hỏi ai? Làm gì ngày nghỉ? Ý là hỏi họ là hỏi ai? Hỏi bạn mình hay là cái... bạn mình đúng không? Ở đó rõ ràng phải nắm được rồi mình học để làm gì. Đã làm đúng không? Đã làm ngày nghỉ hỏi người khác tương tự. Cho nhìn hình chút xíu sao? Trong tình huống số 1 này thì này cái từ này nghĩa là gì mà chữ nó hơi nhỏ chứ đọc ra không? Thứ mấy trong tuần này? Chủ nhật. Chủ nhật chi vô người. Chi vô việc. Rồi chủ nhật thì này làm gì? Coen. BBQ. Cầm cái xin. Xin BBQ đúng không? Xin thịt. Rồi ok. Cái này rõ ràng đúng không? Các bạn nghe sao? Nghe và điền ra cái từ còn thiếu rồi sao? Park san, 日曜日 nani o shimashita ka? 公園へ行きました。公園でバーベキューをしました。そうですか。パクさん、日曜日何をしましたか？公園へ行きました。公園でバーベキューをしました。そうですか。 パクさん、日曜日何をしましたか？ Các bạn nhập cái đáp án ô này vào cửa sổ chat cho mình copy. Rồi ok, các bạn nhập được rồi. Shimashita. Ngồi với mình. Tiếp theo chắc chắn chỗ này phải là đi. Đúng không? Ai nhập được? Động từ đi nhưng mà hình thức quá khứ. Ok, ikimashita. Barbecue là một cái hoạt động, tức là làm tiệc thịt nướng ngoài trời. Mà đã hoạt động thì chắc chắn phải đi đến cái với cái động từ nào các bạn?
mình thực hiện, mình tiến hành, mình tổ chức hoạt động trong từ chi smart đúng không? Yeah. Từ chia smart thành gì? Đã đưa nó về quá khứ. Master thành. キューをしました。キューをしました。 公園へ行きました。 公園でバーベキューをしました。 しましたよ。しました。しました。 Đó là các cái chỗ cần điền nhưng mà này. Ba cái động từ ở thể quá khứ. Xin lỗi hai cái luôn, hai cái. Rồi để anh bôi đen cho nó rõ. Master. Bạn Phạm Nhật Hà và bạn Trương Thành Nhân đọc lại bài này. Baku-san, nichiyobi nani o shimashita ka? Cho bạn Võ Việt Dũng đọc, đọc thay bạn Hà. Dũng con chán bạn ghê nói không muốn học thì ao đi mình điểm danh cho mà cứ rồi và Nguyễn Vũ Hải Đăng sao dạ rồi đọc bằng xanh Koen e ikimashita Koen de barbecue そうですか。あ、OK。はい、番組名です。はい、読かないでください。バクバ。バイランギーバンゲイ。バイランギーバンゲイ。tôi đi đến công viên và tôi ăn barbecue ở công viên。Vậy à。OK、tôi làm đúng không? Làm barbecue công viên。À, trước khi nói về cái động từ thể quá khứ thì mình cũng muốn các bạn coi lại cái trợ từ trong bài này rất hay. Đó là nó tích hợp bạn ôn lại cả ba trợ từ. Đầu tiên hành động thông thường là ố đúng không? Ố làm gì đó ố. Tiếp theo là đi đến đâu là ế đúng không? Cuối cùng là làm gì đó ở đâu là đế. Bài này giống như nó ôn lại toàn bộ cái các cái trợ từ chính trong cái unit 3. Thì cái lý thuyết về đọc từ quá khứ nó cũng dễ thôi, không có gì khó. Các bạn ikimasu thành masita. Ví dụ lúc nãy là ikimasu thì sẽ thành là ikimashita. Shimasu thành shimashita. Với phủ định thì các bạn thêm deshita vào. Deshita vào. Đề sư ta hay là sư ta? Đề sư ta. Đề sư ta. Tại cái slide này chưa? Nãy mình gửi các bạn tải hết chưa? Bạn nào chưa có nói được rồi. Rồi ok. Bài do luyện tập luôn cho nó nhớ. Tập luôn cho nó nhớ. Bạn Lê Minh Huy sẽ đọc cái ví dụ thôi. Yeah. Nì chi yô bì ní nàn ni ô si ma si tạc khá. Bạn làm gì vào chủ nhật rồi? Tomodachi
Tomodachi no e ikimasita sodeska. Tôi đã đi đến nhà bạn tôi. Ồ vậy ạ. Rồi ok, tôi đi đến nhà bạn tôi. Bạn làm luôn số 1 xem, áp dụng làm luôn số 1. Nó thay cái hành động ở bức tranh mà. Được không? Rồi bạn nào nhập cái số 1 vào cửa sổ chat cho mình thôi. Nhập hành động số 1 vào cửa sổ chat thôi. Nhập bằng Hidea mà, Hidea cho các bạn khác đọc được. Rồi ok, Benkyo đúng không? Benkyo shimashita. Học bài. Cho bạn Lê Minh Huy thôi, đọc lại thôi. Nani ni chi yo bì ni Nani o si mát si tà ká Benkyo Benkyo si Benkyo si mát tà Benkyo mát si mát si tà so desu ka. Dạ hiểu chưa? Hiểu cái này mình đi. Dạ rồi. Gốc của nó smart đó, chia xong rồi anh là master. Này thôi cho các bạn cái động từ gốc trước đi, các bạn tự chia đi. Ví dụ ở đây là gì các bạn? Sinh số 2 là gì? Giờ từ mới là các bạn nói liền cũng khó quá. Rồi ok. Ông mình nhập cái động từ gốc đó. Động từ chưa chia, bạn nào làm thì tự chia đúng không? Đó. I must đúng không? Đó, cho động từ sẵn luôn, làm thì tự chia. Số 3 là số 3 dọn dẹp là gì? Rồi, gây chính xác đâu, sau gì? Xem mà. Đó, giờ làm tới đó, mức đó rồi đúng không? Rồi, số 1. Tiếp luôn các bạn. Bên này. Đọc sách ai nhớ? Ho ngố gì? Đọc. Yomimas, đúng không? Yomimas. Tiếp theo xem phim. Xem phim phải biết. Ê gà gì? Ok, chính xác. Ê gà có mì mắt thôi. Mì mắt. Ở chơi bóng đá. Sắc cài. Rồi, xì mắt chính xác. Tiếp, mua sắm là gì?
mua sắm từ vựng mới trong bài. Ok, kaimono. Đó, shimasu thì sao? Dùng bữa. SHO đúng không? Được show. Cư gì? Shimasu à? Rồi, quay lại cái cụm từ làm barbecue. Bà B Q O shimasu. Bây giờ có đáp án rồi thì bạn một bạn phải làm được 3 câu luôn nữa. Làm một câu nó lẻ tẻ nó trẻ ý nghĩa, làm 3 câu. Luôn. Quá dễ luôn, bỏ rồi chia, khá khó. Bạn Hồ Gia Mẫn ra. Dạ làm cái nào vậy thầy? Làm cả 3 câu luôn mà. À câu 3 này thì câu 1 các bạn làm rồi, giờ bạn làm 2 câu 2 câu 3. Nichi yobi ni nane wo shimashita ka? Tomodachi wo aimashita. So desu ka? Tomodachi ni. Gặp gỡ đi, bạn dùng từ ni. Rồi câu 2 luôn mà. Nichi yobi ni nane wo shimashita ka? Souji shimashita. So desu ka? Rồi, ok, hình xác đúng không? Souji shimashita. Chủ nhật bạn làm gì? Tôi dọn dẹp. Ai biết dọn phòng nó sao? Nói chung cái chữ dọn dẹp thì nó chung chung vậy cũng được, nhưng mà nếu dọn cái gì đó cụ thể thì bạn thêm cái không gian, cái đối tượng bạn dọn vào, ví dụ dọn phòng này. Chữ phòng trong bài này có. Thế gì? Thế gì? Thế gì? Thế là dọn nhà. Yeah. Đó, dọn gì thì các bạn thêm cái đối tượng đó vào. Tương tự bạn Tống Đức Trung thôi. Làm 3 con này thôi. Đọc lại, đọc lại cho ra được cái đoạn văn luôn. Đúng gì này chưa chia quá khứ mà đúng không? Anh em mới có cái động từ gốc thôi. Nhớ gì nữa, nhớ cái cách chia đó bạn, cái bôi đậm đó đúng không? Matsu thành gì? Chia sẵn cho bạn cái động từ trên rồi, matsu thành gì?
Bạn Huỳnh Minh Triết sao? Dạ. Bài lần có một. Nichi yobi nani o shimashita ka? Hon là gì vậy thầy? Hon là quyển sách bạn. Hon o yomimashita. Rồi dịch tiếng Việt sao? Đọc sách. Dịch cả câu của bạn cho nó ra cái bài đối thoại sao? Chủ nhật bạn làm gì? Tôi đọc sách. Cũng được nhưng mà thêm chữ đã vào đó, cho ra cái thì quá khứ hiểu không? Dạ. Rồi tương tự câu 2. Nichi yobi nani o ishimashita ka? Eiga o mimashita. So desu ka? Là chứ như chưa rồi làm gì tôi xem phim. Tôi đã xem phim. Rồi số 3. Nichi yobi nani o shimashita ka? Soka o shimashita. So desu ka? Chứ như rồi bạn làm gì tôi đã chơi đá banh. Rồi các bạn. Theo bạn Dương Thành Nhân thôi. Nichi yobi nani o shimashita ka? Kaimono shimashita. So desu ka? Chủ nhật vừa rồi bạn làm gì? Tôi đã đi mua sắm. Mua sắm. Cái này mới đúng không? Thì mình ghi cụ thể cho bạn rồi. Tiếp luôn bạn. Nichi yobi nani o shimashita ka? Sokuji shimasu. Sokuji shimashita ka? Sokuji shimasu. Shimashita. Là dùng bữa. Tôi đã dùng bữa. Dùng bữa với bạn bè nó sao biết không? Thầy là omodachi ni. Omodachi ni sokuji shimashita. Tối đúng không? Chúng nữa mình sẽ học về từ từ. Làm gì đó với rồi. Rồi câu cuối luôn mà. Nichi yobi nichi yobi nani o shimashita ka? Barbecue o shimashita. O shimashita. Làm đã làm bữa thịt nướng. Okay, làm barbecue. Bạn để nguyên barbecue khỏi cần dịch. Dạ dạ. Thường rủ đi ăn gì mày? Đi ăn barbecue, ăn thịt nướng không? Kiểu như nó thành nó được việc hóa đó rồi thành cái từ của mình rồi. Đó, tổng kết lại là vậy. Mas thành Masita, đưa về quá khứ. Học thêm một tình huống đối thoại nữa sao? Cố gắng với mình. Giờ có tin nhờ đúng không? Giờ thì mình cố gắng mình làm. Được tới đâu được. Tại cái cách dạy mình nó không phù hợp các bạn đúng không? Thôi cố gắng với mình nữa xíu. Bài này thì các bạn sẽ gặp một cái dạng câu hỏi mới. Cái dạng câu hỏi like giữa câu hỏi có từ hỏi và câu hỏi dạng yes no. Tức là sao? Tức là trước giờ các bạn học hai dạng câu chính là đã là dạng câu hỏi có từ hỏi đúng không? Xin lỗi, đã là câu hỏi dạng yes no thì sẽ không có từ hỏi. Nhưng mà qua bài này sẽ có.
Rồi các bạn nghe xem. Anna san wa dokoka e ikimashita ka? Hai. Watashi wa Shibuya e ikimashita. Shibuya de eiga o mimashita. Hee, sou desu ka. Anna san wa dokoka e ikimashita ka? Hai. Watashi wa Shibuya e ikimashita. Shibuya de eiga o mimashita. Hee, sou desu ka. Anna san wa dokoka e ikimashita ka? Anna san wa dokoka e ikimashita ka? Hai. Watashi wa Shibuya e ikimashita. Shibuya de eiga o mimashita. Hee, sou desu ka. Rồi, câu hỏi này nó kết thúc bằng động từ gì vậy? Động từ gì? Nghe kêu. Ikimasu. Ghi quá khứ luôn mà. Quá khứ luôn, mình đang học về quá khứ. Ikimasu gì? Masita. Masita. Ghi kanji luôn nha. Để ikimasu thì phải chờ từ gì? Mà đã hỏi đi đâu thì chắc chắn có từ gì? Từ hỏi gì? Doko. Doko. Nhưng mà thiếu một chữ, cái gì? Kai. Doko gì? No. Ka, ka. Chính xác đúng không? Ka. Tại các bạn nghe lại. Anna-san wa doko ka e ikimashita? Oh, doko ka đúng không? Doko ka e ikimashita ka. Rồi, tạm thời để đây đúng không? Để đây. Rồi, cách trả lời thì các bạn thấy ở đây mình đã ghi có đi xem phim rồi, vậy giờ thiếu làm gì? Thì sắp từ nhỉ? Shibu. Shibu. Shibuya e. Ikimashita. Anna san wa doko ka e ikimashita ka? Hai. Watashi wa Shibuya e ikimashita. Trước khi trả lời thì có từ gì? Hai. Vâng. Đó, các bạn thấy cái chỗ lạ chưa? Không. Nó vừa là câu hỏi dạng từ hỏi là có đâu còn đó. Nó vừa là dạng câu hỏi dạng yes no, bằng chứng là ở cách trả lời người ta có chữ hai đó, yeah nó đó. Này cả đi nên cả hai luôn, còn nếu không đi chắc chắn yê. Bây giờ vấn đề ở đây giải quyết cái câu thắc mắc là tại sao nó cần cái dạng này để làm gì. Đó, đúng không? Vấn đề chúng ta là giải quyết cái thắc mắc là tại sao lại sinh ra cái dạng câu hỏi này. Bây giờ thử bỏ đi, đúng không? Bỏ cái ghép dấu hiệu này đi, bỏ đồ cột cả thì bỏ cá đi. Đó. Nó biến thành câu hỏi thường, suy ra câu trả lời bỏ luôn gì các bạn. Bỏ luôn đi. Bỏ luôn hai luôn luôn. Nó về câu hỏi thường. Anna-san thì đã đi đâu? À, tôi đã đến Shibuya. Đó. Đó. Nó quay lại cái cách hỏi thường. Giờ phục hồi lại thì dịch sao? Kiểu hỏi có đi đâu không, kiểu có khi là không đi. Rồi ok, trả lời dịch sao? Đó là có đi đi vâng 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 đúng không? Phải có chữ hai chứ. À, vâng vâng đúng không? Tôi đã đi. Ừ. Shibuya đúng không? Đi Shibuya. Sao các bạn thấy sao? Nếu là bạn đó, thì bạn sẽ chọn cái cách hỏi nào để hỏi về những cái hoạt động mà cái người bạn của mình làm ở ngày nghỉ đó, là bạn bạn đã đi đâu hay là bạn có đi đâu đó không, và chọn cái nào? Kiểu hỏi có
chép luôn là có đi đâu, là họ có đi hay không, rồi đi đâu, là cái phần thứ hai này. Là phần mới học này hay là cái câu hỏi cũ, bạn đã đi đâu, chọn cái nào? Chọn cái mới đúng không? Mới à. Tại sao? Đó. Tại mình muốn biết rõ hơn là nó đi đâu chứ không phải là có đi hay không. Nếu người đó không đi thì nó trả lời đúng không, vấn đề nằm ở chỗ đó đúng không, đúng không, mình chưa biết nó sao, người đó có thật sự đi không, à, nó có thật sự nó đi đâu đó không, mà sao mình nhớ vô mình nhảy vô nó, mày đã đi đâu được đúng không, bạn đã đi đâu đó. Nó hay rồi đó, tức là vừa kết hợp với cái chuyện hỏi bạn đi đâu nhưng mà vừa có ý là thăm dò đúng không, mình chưa biết chắc được đi đâu không, và cảm giác nó lịch sự, nó mềm mại hơn đúng không. Nếu bạn hỏi theo cách thường thì bắt buộc nó phải sao? Bắt buộc người trả lời phải sao? Đã đi. À, phải cung cấp được cái thông tin này. Địa nào? À, cái địa điểm ở đâu mày? Giống như số đá còn lại mày giấu ở đâu hả? Bắt buộc phải cung cấp thông tin địa điểm ra đúng không? Nhưng mà với cái kiểu câu hỏi mới, không bắt buộc. Người trả lời chỉ cần đơn giản nói gì? Nếu đi thì sao? Đi hay rồi nó đi đâu. Còn nếu không đi thì đúng không? Còn cái phần sau tùy người ta. Đúng không? Nếu người ta có cái tâm, có cái muốn chia sẻ thì người ta chia sẻ, à hay tao có đi. À, cụ thể là tao đã đi đến Syria đúng không? Cụ thể mình đi đến Syria. Còn nếu người ta không chia sẻ thì cũng không sao hết đúng không? À, tới đó mình nhìn thấy cái cách trả lời của người ta mình biết là sao. Người ta không muốn chia sẻ rồi thôi. Tại vì câu này không bắt buộc bạn phải chia sẻ thông tin. Câu này tôi chỉ muốn bạn hỏi bạn có đi hay không có đi. Và bạn chỉ cần trả lời là hai có đi, hai ikimas. Không ie ikimasen desu ka là xong. Nó chuyển hướng câu hỏi. Và nên nó làm cho cái câu, cái đối thoại mình nó mềm mỏng, nó lịch sự hơn. Và phục hồi nó về đúng không? Phục hồi lại Syria ấy. Làm gì luôn đi. Tắt mic vào. Được chưa? Mình giải thích lại là với K này thì câu hỏi nó chuyển hướng. Nó chuyển hướng, chuyển trọng tâm từ chữ Syria sang chữ 2 này. Đúng không? Đó. Và khi trả lời, người trả lời tùy tâm thì họ có thể bỏ CBA cũng được. Bạn có đi đâu không? Có, tôi có đi. Là xong cũng được. Nhẹ nhàng không? Không bắt người ta phải khai báo ra. Đó là sự khác biệt. Rồi ok. Thì đây đạo diễn nó bắt nó khai ra đúng không? Nó khai làm gì tiếp các bạn? Ở CBA làm gì? Xem phim. Xem phim đúng không? Xem phim với ai? Nhìn hình như thế nào? Mình. Xem phim mình đúng không? Phim mình. À, làm luyện tập chút xíu nữa thì nghỉ. Còn cái bài sau thì nó dễ quá thì thôi. Các bạn có thể tự học hoặc là sau cô Trinh dạy. Bài sau thì làm gì đó với ai nó dễ. Và liệt kê hành động không có gì hết. Nên mình nhưng mà phải cố đáng để qua phần khó này đúng không? Giờ bỏ phần khó lại cũng kỳ. Dù bạn Hải Đăng và bạn Thi Trần đọc cho mình cái bài mẫu này rồi.
Alo, có không các bạn? Dạ có. Dạ có. Rồi đọc thử đi. Trời, ai đọc trước đi, trời ơi, nhanh các bạn. Các bạn muốn nghỉ không? Shumatsu ni doko ka ikimashita ka? Hai. Shinjuku e ikimashita. Ikim. À, xin lỗi, nhầm. Không, không. Đây mình dư. Rồi, tiếp coi dưới luôn mà. Shinjuku no depato de để phát thô để khai mở nổi mà chúng ta. そうですか. Rồi đọc cho mình trường hợp 2 luôn sao? Trường hợp mà không đi đâu ở nhà. Yeah, doko e mo ikimasen deshita. テレビを見ました. そうですか. Rồi các bạn dịch sao? Cuối tuần. Cuối tuần này bạn có cuối tuần trước bạn có đi đâu không? Có. Tôi đi. Tôi đi đến địa danh này gọi là Shinjuku. Tôi đi đến một cái... Tôi đi đến Shinjuku. Và tôi đi mua sắm ở cái ở trung tâm thương mại ở Shinjuku. Còn trường hợp 2 là tôi không đi đâu cả, tôi ở nhà xem TV. Ok, chính xác luôn, tôi không đi đâu cả. Rồi, cảm ơn hai bạn. Thì tức là nếu bạn không đi đâu nữa, thì bạn dùng lại cái câu là không đi đâu cả, không làm gì cả ở Nhật 1. Bạn chia nó quá khứ luôn, chia quá khứ. Tức là thêm deshita vào ikimasen. Rồi tình huống này thì mình sẽ làm cái trên hay cái dưới các bạn? Chọn một trong hai thôi, đúng không? Màu trên hay màu dưới? Trên. Trên đúng không? Đó là cá đi đúng không? Cá đi. Này nãy giờ gặp rồi đúng không? Bạn Văn Khánh sao? Làm thử câu này sao? Bạn Phạm Quang Nhật sao? Bạn Thuận Thiên sao? Shimasu ni doko ga ni ikimashita ka? Hai, koen e ikimashita. Koen de barbecue shimashita. Rồi dịch luôn mà. Cuối tuần này bạn có đi đâu không? Có, tôi có đi công viên. Tôi đi nướng BBQ ở công viên. Công viên thôi. Tôi làm, đó, tôi tổ chức BBQ. Rồi số 2. Số 2 thì các bạn dùng tình huống nào? Dùng cái màu trên hay màu dưới? Số 2 này. Có đi đâu không? Không đi. Không đi thì bạn dùng cái màu này. Đúng không? Đây hành động rồi thôi là xong. Bạn Trần Đình Hiếu đó là sao? Dạ. Siêu mát chưa? Vâng. Siêu mát chưa? Đô cục cái.
Được không bạn? Được thôi. Bạn Lê Vũ Tâm Duy sao? Dạ. Shimatsu ni doko ka e ikimashita ka? Ie, doko e mo ikimasen deshita. Uchi de ryuri o chikurimashita. So desu ka? Dạ, ok, dịch luôn bạn. À, là chủ nhật bạn có đi đâu không? Không, tôi không đi đâu cả, tôi ở nhà nấu ăn. Vậy ạ. Dạ, ok, nhà nấu ăn đúng không? Mình chính xác cái này là làm gì? Nấu gì? Làm gì? Keki o chikurimashita. Ừ, đúng không? Keki. Bánh ngọt đúng không? Keki o chikurimashita. Rồi, một bạn nữa sao? Bạn nào bấm nút vô tay thôi, làm sao? Giờ không biết kêu ai luôn. Rồi, mời bạn Lưu Hồng Đông Mỹ thôi. Dạ, làm số 1 hay số 2? Bạn nghĩ là số nào? Bạn nghĩ số nào? Vậy câu số 2. Số 2 sẽ được của số 2. Tại vì số 2 nó sao? Nó kêu gì? Không đi đâu cả đúng không? Mà người này có đi không? Số 1. Ờ, số 1. Rồi làm sao? Dạ là Zumatsu ni doko ka e ikimashita ka? Hai. Shibuya e ikimashita. Shibuya de kaimono. Cái này là dùng bữa thì Shokuji shimashita. So desu ka? Là cuối tuần này bạn có đi đâu không? Có, tôi đến Shibuya và tôi dùng bữa ở Shibuya. Tôi đã dùng bữa ở Shibuya. Thế à? Ok, tôi dùng bữa ở Shibuya. Dùng bữa một mình nó sao không ạ? Bài này có chữ một mình. Giờ đưa vào câu này sao? Hitoride. Hitoride luôn. Yeah. À, bạn nào nếu muốn nói làm gì đó một mình thì thêm cái hitoride mà trước cái động từ là sao? Ví dụ tôi uống rượu một mình, đó sao? Uống bia rồi. Hitoride beer. Uống sao quên tên. Nomimasu. Cách dùng của chữ này. Asumashita. Asumashita. Rồi, ok. Thôi nay mình nghỉ. Rồi, dừng lại đây. Các bạn còn câu hỏi thắc mắc gì không? Mình chỉ dạy một buổi thôi. Sau cái trình này. Qua Tết cái trình này. Rồi, ok. Nếu không có gì rồi. Chào các bạn. Sayonara. Arigato gozaimasu. Rồi, ok. Chào các bạn.